trao cho các bạn thôi, là mình sẽ làm một món ăn, mình sẽ ăn một món ăn rất là ngon luôn, và cái món này mình chưa từng ăn ở Việt Nam. Đó là cái này, em nghĩ là nếu như mà các bạn mua đi hay đi siêu thị ở Nhật thì sẽ thấy người ta bán cái thực phẩm, thấy người ta bán cái này, nhưng mà mình nghĩ là sẽ không phải là các bạn nào cũng ăn được, cũng biết cách làm đâu. Nhưng mà thật ra cái này rất là dễ, mình chỉ cần luộc lên thôi. Và cái tên của cái này thì rất là ngại nói, để nói xong thì cũng rất là ngại luôn đó. Cái đây là tinh trùng của cá. Đây là tinh trùng của cá, thì cũng có nhiều loại lắm, nhưng mà hôm nay mình mua qua là loại này, là loại tarako. Đây mình chuẩn bị một vòi nước, mình luộc vô, rửa vô, luộc thôi, luộc thì nó xong. Mình mua về nhưng mình nhớ rửa nha cả nhà, rửa xong rồi mình để mình luộc. Nước thì ít ha, đã chị chai nước nhiều chút xíu rồi đỡ. Ôi, luộc lên. Luộc cái này đặc biệt là các bạn nhớ, cái này thật sự là nó hôi lắm, nó không, tại vì có cái cá mà. Đây bây giờ mình chuẩn bị ăn nghe. Cái này là shirako là trứng. Ba chẳng cẩn thận không? Ba mấy không? Cái này là tinh trùng của con cá trắng. Đây cái này là mình đem chế bon rượu vô, ăn rất là đơn giản luôn. Nó để tao bị tay đầm mày nó. Nó mà tao bị tay rồi. Mày giờ tao bị rút. Đây chế bon rượu vô, quất thôi. Hả? Ngon. Chế một chút xíu thôi nữa cho nó định nè. Ăn rất là ngon. Mình tưởng tượng giống như là mình ăn trứng cá vậy đó. Nhưng mà cái này trứng cá thì thường mấy bạn có nó có cái những cái hộp đi ti, còn cái này không có hộp đi ti đâu. Những cái trứng cá thì có những cái trứng đi ti á. Trong những cái bông rừng này ngon dễ sợ. Mà mình nghe nói là ăn cái này nó sung lắm nha. Mấy bạn nam mà có ăn nhớ cẩn thận nha. Quá ngon. Quá ngon, quá tuyệt vời. Yeah.